Tập 10. Nếu như ai giải quyết được nó, tôi sẽ trọng thưởng cho người đó thật hậu hĩnh. Hả? Con gì mới chạy ngang vậy? Đó chính là hậu tinh. Thái chân chúng ta lên nha. Thằng phá kiến con của ông chính là con hổ tinh. Anh không đợi à, anh không đợi ơi. Chứng cứ tới rồi đây. Rốt cuộc thì ông muốn thế nào đây? Chứng cứ mà ông nói là gì hả? Đúng rồi, chứng cứ đâu? Rõ ràng là ông lừa gạt thôi. Ôi, mọi người ơi, mình về thôi. Đúng rồi, không chứng cứ gì hết. Thôi thôi thôi, về 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 thôi. Tình, chờ một chút đã, đừng có về mà. Rảnh rỗi lắm vậy đó, là rảnh rỗi thiệt đó. Sao hả trưởng làng? Hồi nãy ông nói là có sự thật gì muốn nói cho tôi biết, mau nói đi. Thì tôi muốn nói chuyện thằng Pha Kim thành hổ tinh chứ gì nữa. Nhìn đi, tối qua tôi bị nó tấn công, một chút nữa là chết rồi. Đường đường là một trưởng làng, đáng lẽ ông không nên nói năng vô căn cứ như vậy. Coi chừng người ta không tôn trọng ông nữa đó. Nếu như nó thật sự không phải là hổ tinh thì cứ kêu nó xuất hiện trước mặt tôi đi. Nó đang ở đâu chứ? Nó không có ở đây. Nó đi vào đá ở Bangkok, khoảng 2-3 ngày nữa mới về. Được, tôi cho các người thời gian 3 ngày. Nếu Phan Kim không xuất hiện giải thích rõ ràng thì chứng tỏ nó đúng thật là một con hổ tinh. Về tụi bay. Sao tới giờ này chú Vana còn chưa tìm được Pha Kim nữa? Chắc là Pha Kim theo dấu chân hổ đến lạc trong rừng rồi. Nhưng mà tôi cũng có được một chút dấu vết của nó. Chắc là không bao lâu nữa tôi sẽ tìm ra nó thôi ông chủ à. Cậu phải ráng đưa Pha Kim về càng sớm càng tốt, để cho mọi chuyện ổn thỏa hơn. Dạ tôi biết rồi. Cô chủ Loi uống một chút nước lạnh nha. Chị Tà Cô ơi, sao cái hộp này lại ở trong phòng của em vậy? Anh Pha Kim nhờ tôi đem cho cô. Ảnh còn nói ảnh cố tình làm viên đá đó để làm quà tặng sinh nhật cho cô chủ. Mà nếu cô chủ không thích nó thì để tôi đem trả lại cho anh Pha Kim giùm cô ha. Tôi sẽ trả lại cho anh Pha Kim sớm nhất có thể. Chừng nào tôi gặp được ảnh thì... Ý em là Pha Kim nhờ chị đưa cho em từ khi nào?
Ảnh đưa cho tôi trước ngày sinh nhật của cô chủ một ngày, rồi tới ngày sinh nhật của cô chủ tôi mới định đem qua cho cô. Nhưng mà lại xảy ra chuyện như vậy. Chị tờ cô đi ra ngoài trước đi, chị đừng cho ai tới làm phiền em nha. Em muốn ở một mình. Còn viên đá này cô định làm gì với nó? Em sẽ trả lại cho cậu ấy. Dạ. Fakin, tại sao cậu lại làm nhiều việc cho tôi như vậy? Cậu Fakin, tôi muốn đi về nhà. Cậu giấu cái gì đó? Không có. Đâu, đưa tôi coi coi. Đưa cho tôi coi. Tự tay mài nó, chắc là của đúng đá đa chứ gì. Bây giờ cậu lái xe chở tôi về nhà đi. Chắc là không tốn nhiều thời gian đâu. Nhưng nếu cậu thấy chuyện của đúng đá đa quan trọng hơn thì tôi tự đi bộ về cũng được. Cô Lôi! Cô Lôi à! Cậu muốn giấu tôi chuyện này để làm gì? Tôi không biết đâu. Dù sao thì cậu cũng phải quay về đích thân tặng tôi món quà này. Có biết không hả? Lôi à, mở cửa cho ba vào đi. Dạ. Nãy giờ con nói chuyện với ai vậy? Con nói chuyện một mình. Nói một mình sao? Hả? Con đâu có bị sốt đâu. Con có bị làm sao không vậy? Con vẫn khỏe mạnh mà. Con chỉ ngồi than thở linh tinh một chút thôi. Mà sau nãy giờ còn chưa đi ngủ, con cũng biết là con cần phải nghỉ ngơi thiệt nhiều rồi mà. Con cũng buồn ngủ rồi mà ba. Ba thấy chưa, con buồn ngủ rồi. Được rồi, đi ngủ sớm đi ha. Chúc con ngủ ngon. Ba ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Dạ. Tại sao tôi phải lo lắng cho cậu như vậy chứ Fakin?
Kim. Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ là ngày rằm trăng tròn. Cơ thể hổ tinh sẽ có sức mạnh và khát máu hơn rất nhiều. Ba mong là lý trí của con đủ kiên cường mạnh mẽ để có thể khống chế sức mạnh đang tối trong người con Fakina. Ba nhất định phải tìm được con trước đêm rằm trăng tròn. Cậu thu dọn đồ đạc định đi đâu vậy? Tôi định tới xin phép ông chủ cho tôi xin nghỉ phép vài ngày để tìm Fakin. Cậu cứ yên tâm đi, không cần phải lo công việc ở hầm. Sau khi tôi tìm được thằng Fakin rồi, tôi muốn xin ông chủ được nghỉ việc ở hầm mỏ luôn. Sao tự nhiên cậu lại đưa ra quyết định như vậy hả? Cậu có tâm sự gì không nói được hay sao? Có chuyện này mà ông chủ chưa biết. Cách đây 20 năm về trước, tôi từng có xảy ra xung đột với ông công rệt. Rồi tới bây giờ, Fakin lại có xích mích với con trai của ông. Tôi biết rõ tính cách của ông công rệt. Ông ta là người thù hằn rất dai. Nếu ông ta đã có thù với ai rồi thì ông ta sẽ không dễ dàng buông bỏ được đâu. Vì vậy tôi không muốn ông chủ phải thường xuyên gặp rắc rối với tôi và con tôi nữa. Đà, tôi lúc nào cũng coi cậu như người thân ở trong nhà. Còn Fakin cũng như một đứa con của tôi vậy. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi cũng không bao giờ bỏ rơi cậu và Fakin. Cậu phải hứa với tôi không bao giờ có suy nghĩ như vậy nữa. Nè, cậu nghe tôi nói đi. Cậu phải đưa Fakin về bằng được. Còn chuyện của công địch, nếu như ông ấy vẫn muốn kiếm chuyện với cậu thì tôi sẽ để pháp luật giải quyết chuyện này. Tôi vẫn tin là pháp luật dùng để bảo vệ người tốt chứ không phải bao che cho kẻ xấu. Dạ ông chủ. Tôi đã nói rồi, không được để muỗng nĩa trực tiếp trên bàn như vậy. Đi vô lấy muỗng nĩa mới ra đây, nhớ quấn khăn lại đó. Mà muỗng nĩa mới, nhớ trụng nước sôi cho tôi. Dạ xin lỗi cô. Mới sáng sớm sao lớn tiếng như vậy? Dạ, chỉ tại con nhỏ nói đó. Để muỗng nĩa ở trên bàn mà không có quấn khăn. Cái bàn này biết bao nhiêu là vi khuẩn, bất vệ sinh gần chết. Mà ba cũng vậy nữa, ba phải đi rửa tay trước khi ăn cơm nha. Ba rửa rồi, ngày nào con cũng nhắc ba mà. Dạ của cô. Dạ của ông chủ. Ba, ba phải ăn rau nhiều vô nha. Mà bữa trước ba nghe nói ông không đệt vào bệnh viện băng bó hả? Dạ. Ông ấy bị thương làm sao? Nghe bác sĩ nói hình như bị vuốt hổ cào. Bộ ba nghi ngờ chuyện gì hả ba? Vậy á, con có nghe chuyện Fakin chính là hổ tinh hay không? Con cũng có nghe mấy y tá ở bệnh viện đồn thổi với nhau. Nhưng bà con không có quan tâm tới chuyện đó lắm. Tại vì người tung tin đầy ra là người của ông công đệt. Bà cũng biết rồi đó, bọn người của ông công đệt nói ra gì có tin được đâu. Hay là ba tin chuyện đó là sự thật hả? Hổ tin là để dọa con nít. Những chuyện vô căn cứ như vậy chỉ có kẻ ngốc mới tin mà thôi. Amana, dạo này con và Fakin sao rồi hả? Thì con cũng đang cố gắng nè ba. Nếu không tại con nhỏ lo trăm pha cản trở kế hoạch của con thì con đã thành công từ lâu rồi. Ba thấy con gái của Ma Mon có chỗ nào hơn con gái của ba đâu chứ. Nếu đi đường chính quá lâu thì thử đi đường tắt xem. Con có chắc là không cần ba nhúng tay vào chuyện này không? Ba cứ tin tưởng con gái ba đi. Chuyện này chắc chắn con làm được mà.
Ăn cơm đi ba, để con múc cho ba nha. Lôi, con muốn tới hầm mộ với ba không? Lôi. À, sáng giờ Lôi nó đã thức dậy chưa? À, sáng giờ tôi chưa thấy cô chủ ra ngoài. Chắc là cô chủ còn đang ngủ. Ông chủ có muốn tôi gọi cô dậy không? Tôi định rủ nó đi chung tới hầm mộ với tôi. Nếu nó còn ngủ thì cứ để cho nó nghỉ ngơi đi. Mà buổi trưa cô đừng quên gọi nó dậy ăn cơm uống thuốc đó nha. Ừ, dạ được. Ừ. Tóm lại, ba phải làm xét nghiệm thật sâu. Kiểm tra sức khỏe cũng tốt mà ba. Con mà không đưa ba tới bệnh viện thì ba cũng không bao giờ tự đi đâu. Thiệt tình, người ta làm bệnh viện để khám cho người bệnh. Ba còn khỏe mạnh như vậy thì tới đây làm cái gì chứ? Càng ngày con càng giống như mẹ của con. Lúc nào cũng kêu ba làm cái này, kêu ba làm cái kia. Thì tại vì con gái thấy thương ba nên mới lo cho ba thôi. Vậy lúc ba kêu con đừng có làm y tá nữa, con có nghe hay không? Ở tiệm đá quý ngồi đếm tiền không sướng hơn sao? Ở đây vừa mệt vừa tốn thời gian. Mắc công người ta lại nói là ba không nuôi nổi con đó. Nhưng bạn con rất tự hào vì có thể vận dụng kiến thức để tự kiếm tiền cho mình. Con không thích bị người khác nói xấu sau lưng là con đẹp mà ngốc, suốt ngày chỉ ngồi không ăn bám ba thôi. Với lại, người như con phải được người khác tôn trọng mà. Con tuyệt đối không bao giờ chịu làm một con giỏ bán đá đâu. Con đúng là cứng đầu cứng cổ mà. Nhưng mà để ba nói con nghe, tôn trọng không đủ sống đâu. Con cần phải có tiền thì người ta mới nể mặt mình chứ. Bác sĩ Thenkun Wirijawan. À, xin chào ông chủ Đam Trông. Chào cậu. Ông tới kiểm tra sức khỏe sao? Vâng. Tôi xin phép đi trước nha. Tự nhiên. Con thấy chưa, ngay cả cán bộ cấp cao cũng phải cúi đầu chào ba. Dạ ba, đi. Sao hả bác sĩ? Mọi thứ đều ổn định bình thường hết. Ông chủ Đam Rong biết cách chăm sóc giữ gìn sức khỏe thiệt đó. Thấy chưa, ba đã nói là không sao rồi mà. Con gái tôi rất cứng đầu, không biết lúc làm việc với bác sĩ có cứng đầu hay không. Chuyện này tôi nghĩ là ông chủ Đam Rong nên hãnh diện về con gái rúng ra đa của mình thì hơn. Rúng Radha không chỉ là một y tá rất chăm chỉ, cô ấy còn rất thương yêu và quan tâm ba của cô ấy nữa. Dù tình hình sức khỏe của ông hiện giờ rất ổn định bình thường, nhưng mà việc kiểm tra sức khỏe định kỳ vẫn rất cần thiết. Vâng. Sẵn đây gặp bác sĩ, nhờ cậu chăm sóc nói giùm tôi ha. Dạ được chứ. Vậy tôi xin phép đi khám cho các bệnh nhân khác tiếp nha. Vậy cô từ từ qua đó giúp tôi cũng được. Dạ bác sĩ. Cậu bác sĩ này cũng không tệ. Ba mẹ cậu ta là ai? Có phải người ở đây không? Bác sĩ Thenkun học y ở bên Anh. Dạ bác sĩ làm kinh doanh vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài ở Bangkok. Mà con không có ý gì sao? Nếu nhà cậu ta kinh doanh vận chuyển nước ngoài, vậy thì có thể hỗ trợ chúng ta rất nhiều. Cậu ta là bác sĩ, còn con là y tá mà. Ba thấy đúng là trời sinh một đôi đó. Ba à, bác sĩ Thenkun đang để ý lo răm pha con gái ông Amon. Không biết nó có chỗ nào tốt đẹp mà con trai nào cũng thích nó hết á. Mà dù sao đi nữa, con cũng không để ý bác sĩ Thenkun đâu ba. Còn đó, chỉ quan tâm tới pha kim thôi chứ gì. Đúng đó ba, phải giống như anh pha kim thì mới là gu của con. Ba tin con đi, người như con nhỏ Lôi không thể nào đạt được ước nguyện đâu. Con nhất định sẽ làm cho con nhỏ đó sống cuộc đời thấp kém nhục nhã tới chết luôn. Được rồi, ba chúc con sớm ngày thành công. Con nói như vậy là ba muốn nhìn thấy gương mặt lão già đó, không biết lúc đó sẽ như thế nào. Thank you.
Nè, tôi đang lau nhà mà bà vô đây làm gì? Trời ơi, tôi định vô trong đó kêu cô chủ dậy ăn cơm. Bà ngưng tay lại một chút có được không hả lính chị? Bà đó nha, bà đợi tôi lau xong rồi mới đi vô có được hay không hả? Bà đúng là khùng rồi. Vậy nếu bà lau xong cái tôi đi vô trong đó là bà cũng phải lau lại từ đầu hả? Tôi hỏi thiệt bà có thấy bà ngu không? Bà mới bị ngu đó tà cô. Bây giờ tôi lau xong cái bà đi qua thì là bà phải lau lại mới đúng. Mắc gì tôi phải lau lại giùm cho bà. Ồ, bà nói cũng đúng. Ờ, thôi để tôi tự lau. Lính chị, tôi phải vô trỏng kêu cô chủ dọn cơm, tự nhiên bà bắt tôi lau nhà là sao hả? Vậy sao? Tôi còn tưởng bà bị gạt nữa chứ. Vậy cũng nhận ra hả? Tránh ra đi, thiệt tình. Cô chủ ơi. Cô chủ Loi à? Cô chủ ơi. Lính chị, cô chủ Loi mất tích. Cô chủ mất rồi. Trời ơi, tránh ra vô trọng làm gì nữa. Cô chủ Loi đi mất phải, rồi. Phải, ra ngoài đi. Cô chủ. Cô chủ có ở dưới này không vậy? Cô chủ, cô chủ Loi, cô có ở đây không vậy? Cô chủ, cô chủ Loi, cô đâu rồi? Cô chủ ơi. Liên chị, bà thấy cô chủ không? Không có thấy, bên nhà của chú Fana có không? Tôi tìm khắp nơi rồi, tôi cũng không thấy. Sao rồi, thấy không? Tôi tìm ở mọi đá cũng không thấy. Nếu ông chủ biết chuyện này, tụi mình chết chắc đó lính chì à. Hay là cô chủ, có chuyện nó ra ngoài rồi. Chắc không ra ngoài đâu, xe đậu đủ ở nhà, không có xe sao cổ đi được. Đây là thuốc bác sĩ đã dặn. Bác sĩ kê mấy loại thuốc này cho ai vậy hả? Tôi lấy thuốc này cho một bệnh nhân bị bệnh vảy rắn. Nhưng mà mấy loại thuốc này cũng hơi mắc đó. Sao bác sĩ nói bệnh viện của mình không có ngân sách mà? Mấy bệnh da liễu này phải uống thuốc điều trị liên tục mới được, chứ không dễ dàng hết đâu. Với lại là tiền để mua thuốc này không phải là ngân sách của bệnh viện. Tôi lấy trong tiền của Loi quyên góp cho trẻ em. Vậy hả? Em Loi của bác sĩ chắc muốn khoe khoang giàu có chứ gì, nên mới thích tỏ ra nhân hậu. Tôi nghĩ là cô Rúng đã hiểu lầm em Loi rồi. Thì đúng rồi, em Loi yêu dấu của bác sĩ mà. Nếu bác sĩ yêu cổ quá rồi thì mau chóng về nhà chuẩn bị sính lễ tới hỏi cưới cổ cho xong luôn đi. Cứ chậm chạp như vậy, coi chừng cổ bị cướp lôi vô rừng nữa bây giờ. Lần này có thể sẽ không gặp mai như lần trước đâu nha. Coi chừng không được làm vợ bác sĩ, mà phải làm vợ của cướp đó.
Ông chủ, ông chủ, ông chủ. Cái gì, có chuyện gì? Sao mặt căng thẳng như vậy? Ông nói đi. Bà nói đi. Ông nói đi mà. Nè, đừng có cãi nhau nữa. Có chuyện gì thì nói mau đi, tôi còn rất nhiều việc. Cô chủ Lôi đã bị mất tích rồi. Hả? Mấy người tìm hết chưa tôi vậy? Tôi và công nhân đã tìm khắp hầm mỏ rồi đó. Nè, có khi nào cô chủ Lôi tới bệnh viện tìm bác sĩ Thanh Khun hay không? Nhưng mà xe của cô ấy vẫn còn ở nhà. Có khi nào là bác sĩ Thanh Khun mất rồi? Bác sĩ Thanh Khun đã đi đón cô ấy hay không vậy hả? Có khi nào ông chủ, ông chủ đợi tôi với. Đây là cái cây hồi nãy mà. Sao mình lại vòng vào chỗ cũ nữa rồi? Bác sĩ Thanh Khun có ở đây hay không? Dạ, bác sĩ ở trong phòng. Ông có hẹn với bác sĩ chưa? Cảm ơn cô. Ở đâu? Dạ, cô có hẹn với bác sĩ chưa? Không phải, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Dạ, ở đằng kia. Bà bị điên rồi hết à cô? Tự nhiên bây giờ mất tiểu. Bà cũng biết lần nào hồi hộp tôi cũng mất tiểu mà. Tôi đi nha. Ê, đỡ tôi đi với. Phòng kiểm tra sức khỏe. Để con đi tìm xung quanh, coi Lo có tới bệnh viện hay không. Nếu như Lo không tới bệnh viện, chú sợ đã xảy ra chuyện không hay rồi. Bây giờ chú cứ bình tĩnh trước đã. Con tin là Lo sẽ an toàn thôi. Mình đi thôi chú. Fakin, cậu Fakin, cậu ở đâu? Cậu Fakin, cậu Fakin, Fakin à, cậu Fakin. Chủ Lôi, cô chủ Fakin,
Cô Lôi. Tôi. Cô Lôi. Tại sao? Phòng y tá. Cô Lôi có tới đăng ký tên khám bệnh hay không? Dạ không thưa bác sĩ. Cô thử kiểm tra lại kỹ đi. Hôm nay tôi trực từ sáng, nhưng thiệt tình tôi không nhìn thấy cô Lôi đâm pha tới bệnh viện khám bệnh. Bác sĩ coi đi. Đúng là không có thiệt rồi chú ơi. Có khi nào lại là đám cướp hôm trước tới bắt Lôi đi hay không? Cứ chậm chạp như vậy, coi chừng cổ bị bọn cướp lôi vô rừng nữa bây giờ. Lần này có thể sẽ không gặp bao nhiêu lần trước đâu nha. Coi chừng không được làm vợ bác sĩ, mà phải làm vợ của cướp đó. Trúng ra đang ở đâu? Cô ấy đã xuống ca rồi. Tối hôm nay là cô phim phân làm đó. Fakin, con bị làm sao vậy? Bà biết cách nào có thể giết chết con hổ tinh đó không? Con đã nói cái gì vậy Fakin? Lần nào con bị biến thành con hổ tinh, con đều không kiểm soát được mình. Con không còn một chút lý trí nào của con người. Con giết người một cách tàn nhẫn, vô lương tâm và không có tình người. Con muốn chết đi cho rồi. Tuy rằng con đã giết người, nhưng đó là do con phòng vệ mà thôi. Con không có ý định muốn giết bọn họ đâu. Con sợ quá bà. Con sợ một ngày nào đó con sẽ giết chết những người mà con yêu thương. Con phải làm gì đây ba? Con, nếu như cả cuộc đời này con phải sống như vậy thì con còn sống trên đời này để làm gì nữa? Con không còn một chút tự tin nào hết ba. Tại sao? Tại sao con lại trở thành như vậy chứ? Con sợ quá bà. Con sợ quá. Tại sao lại xảy ra với con? Con nhất định phải bình tĩnh lại. Rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Từ nhỏ cho tới lớn, con không ăn thịt động vật. Con cũng chưa từng sát hại con vật nào hết. Con còn giúp cho các con vật bị thương, bị người trong làng làm hại. Cuối cùng thì sao chứ? Con đã làm gì tội lỗi để mang nghiệp hay sao? Đây không phải là do nghiệp mà con gây ra đâu.
Được rồi, ba sẽ kể cho con nghe sau được không? Ý của ba là con phải chấp nhận làm hổ tinh như vậy suốt cuộc đời hay sao? Tại sao cô đúng ra đà lại nói với tôi là cẩn thận em nôi sẽ bị cướp bắt đi nữa? Tại sao cô biết được chuyện này xảy ra thêm lần nữa chứ? Không biết là con dao gì nữa. Coi kìa, sao bắn kìa, liệu có phải là điểm xấu gì hay không vậy? Cô Lôi có còn sợ tôi nữa không? Tại sao tôi lại phải sợ người con trai yêu tôi?